nhà món thịt keo nha, nguyên một chảo kìa, đó. Nước dừa mà của nước lạc. Nước dừa.
Ngon kìa, ngọt từ xương nha. Món này cũng ngon cả nhà. Món cằm với món vịt khìa với dừa, món này cũng ngon. Thì là ôn lại chính thức đã học, là bài học mới cho mình chị.
cha ôm hết theo bạn đó là học sinh giỏi xuất sắc không? À, học sinh luôn. Cả những cái công học thì khó. Nhà cha mà nhớ nhung cái gì? Thì mình nhớ chữ thôi. Nè, có một số bài giống như trong sách đó mà. Nè, làm dễ dễ cho con dễ lên lớp 6 nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.